Có một sự thật cả nhà ơi, đây là khi tôi mượn con máy con gái nhỏ của tôi học. Bà đang học tới cái phần gì? Cuối tôi cho mọi là người worry. coi. Trời ơi, ơi. bà học nhớ tới cái của... phần 3 bà luôn rồi mọi người ơi, cái phần nhớ từ này nè. Bà học luôn cả tới cái từ. 1100, 105 cho tới 1111 đó cả nhà tức tôi mở lại cho mọi người coi đây khi mới nói tôi mở lên là bà đang học tới cái đoạn này trời ơi tôi tức gì đâu rồi he bà đang học tới level 3 rồi bà đang học ở level 3 nha mọi người flyer phô là level 3 còn tôi tôi đang học ở cái level 1 mới tới cái phần my favorite thôi đây mới tới cái phần my favorite thôi và bây giờ tôi đang ôm lại tôi chỉ mới có Phần này là cuối cùng nó có 175 từ Ngày hôm qua nộp bài thôi 175 từ Còn bài nhỏ bà thuộc tới 1111 từ rồi Quý vị ơi Đây mái của bà Thiên Hà Võ Ngọc Ô là trời Còn đây là bài của bà Như Bà Như mới học tới cái từ đây Qua trăm bảy mươi 175 Cái bài của ngày hôm qua Đây, ngày hôm qua là 18 nè rồi cái ngày hôm nay bà như bà học bà sẽ tóm tắt lại những cái mẫu câu trời ơi ngày 19 là sẽ ôn về mẫu câu bà ngồi bà thống kê ra nè quý vị ơi rồi còn đây là từ vận mỗi ngày tôi nạp vô mặc dù tôi chưa có thuộc gành thiệt nhưng mà tôi cũng có học và tôi cảm giác là một ngày nó nạp đâu cả trăm từ còn tôi một ngày tôi nạp đó chừng hai chục từ à. Ô là trời, đây cái máy của bà Thiên Hà. Đây cái máy của bà đây. Chính xác là bà Thiên Hà. Xuất sắc cho một cô bé năm tuổi.